Trận thứ hai của xê đấu thứ hai. Chúng ta đã có một trận highlight trong ngày hôm nay. Và phải chăng là từ đây thì Game TV sẽ bật. Baby và Quân. Úi giời ơi. Quân Quân bên họ. Tôi không biết phải nói gì. Hai sen, một IA và một perk. Bên lớp và Quýt là hai người cầm xe. Teo cầm perk và Yamato của Shima. Bên này thì chim sẻ cầm Baby. Chip Boy cầm Summer. Mạnh Hào cầm Rogue. Và Trương ES là người cầm phụ. Như vậy bên bạn Quân chắc có lẽ rằng nếu như mà chúng ta có cái kèo mà được chọn Quân thì chắc tôi chỉ chọn bốn cái quân này. Có họa lắm thì thay con Pan bằng thay con IA bằng con Pan. Quân người gọi là mắc của mắc. Đầu cánh trong cánh đều được cả. Một trận rất khoải, vượt khó một trận, bây giờ thì tiếp tục phải vượt khó nữa. Bên này có Phonesian của Trương S đầu cánh. Cũng thế còn coi thì còn nếu bài đẹp có thể còn là cân của nhà bên kia đi. Mạnh Hào cầm Roman. Vâng, bài đẹp ơi cũng được đấy, hai chém tuyển đầu cánh. Thế mình cũng không phải là quá xấu. Được. Trong cánh là Hello Sweet Boy cầm Summer và Babylon của chim sẻ. Cân. Bằng thế. Thế tôi nghĩ chắc là cân thôi. Bên này thế mắc binh, bên kia thì như nào cũng là mắc binh. Thế cân nhưng quân họ đẹp hơn. Đây là cái trận đấu mà khả năng cao bên họ chủ quan này. Trận này phải thắng. Thêm một con voi nữa dành cho chim sẻ. Bài sẻ lại rộng rồi. Trận trước mà tôi nghĩ rằng sẻ không phải là Egypt mà không phải là sẻ cầm thì chắc là đi từ cái đời nào rồi. Con voi đầu tiên chưa đủ đồ ăn, vẫn cần phải dò thêm rất nhiều. Chưa ghét người cầm phụ. Có quả phụ dành cho phụ nhưng không có đồ đồ về. Có thêm gì xem? Thêm một đàn hiệu. Bài trường không đẹp. Chip Boy. Vâng, Chip Boy bài được. Nhiều voi. Định luật nhiều voi của Samaria. Nó có thêm hai màu quả phụ nữa. Cẩn thận kẹp xăm trong 3 giờ nhé anh em. Em ăn đi, nhà nó hai quả rồi. Chỉ bò bài được này, Mạnh Hào bài được không? Mạnh Hào bài quả phụ 23 dần, cố gắng ép đời sớm nhất có thể để cân được một nhà bên phía kia hợp lý. Kích 7-24 khá sớm. Vâng, có thêm một màu quả phụ nữa dành cho Mạnh Hào. Đây chính cái lực để cho Mạnh Hào có thể ăn hoa sau khi lên đời sau. Trận này hai nhà đầu cánh mà chém tốt thì hoàn toàn có thể đánh được. Đây sẽ là vị trí thiết kế BM. Và BG này cũng sẽ là một khoảnh ruộng dành cho Mạnh Hào luôn. Mạnh Hào đang muốn có một cái hốc. 9 bao nhiêu bên phía bên kia. Tễu A Cày điểm số đang rất cao. Tễu là người cầm Persian Nhan. Per 10% dâng L. Hy vọng sẽ dâng L vào nhà Chip Boy.
Khi mà các bạn biết rồi, Chip Boy là người cầm Summer, dân mặt dày thì có thể đỡ được. Cuối 9, 9-58 dành cho Mạnh Hào. Thấy bảo bên phía bên kia hai xe, mỗi xe chết một dần. Bắt đầu xin giò. 5 giờ ăn vàng rồi. Ý đồ muốn chuyển đến sóc đơn sớm chắc. Có một cái câu chưa gặp nhà nào. Xoay tham lên đời cái có được không? Thông tin nhận về mùa 1 lên muộn. Nhưng mà sen thì chắc là không muộn lắm đâu. Gặp mùa 4 Pơ. Pơ đầu cánh ông nào bỏ Pơ dương lờ đấy. Pơ đầu cánh nhà nghiệt. Mạnh Hào lên sớm hơn Pơ. Làm 5 dân Pơ không? Trọng tốt thì làm được 5 dân. 1 lờ bánh xe chưa đủ thịt. Rồi trên dốc chọc sẽ đau hơn. Bánh xe 3 dân 4 dân và 5 dân. Có cần phải thủ phù không? Tôi nghĩ với cái bài kín như này thì không. Không được. Mạnh Hào rất cố gắng. Một cái nhà BP. Đầu cánh nhưng dâng khá cao lên phía trên. Vậy e để ăn con ngựa giò không được, giò không giáp. Không được, không đủ gỗ. Mất 5 dân nhưng sao Mạnh Hào vẫn có cái hốc. Có bánh xe. Chim én. Cánh bên này cân Pơ đến từ Roma. Cánh bên kia để Trương thì sao? Trương chưa bánh xe. Như vậy là Pơ Ya đầu cánh, hai sen trong cánh. Ya đánh thủ 22. Đội bạn đánh thủ theo cái kiểu hai lạc đà và hai chém ở nhà và vào trong cánh để chặn. Nhưng tơn này là một tơn ngon này, lạc đà đối đầu với chém. Vâng, rất gần nhà của Trương Y, vâng, rất gần nhà của mùa 2, đó chính là mùa 3, người đánh cung là sen. Còn sen CA sắp mép bản đồ lại bịp à? Không quýt CA gì thế? Các bạn có nhìn thấy quýt CA rất dị, à không, đây là cái hốc của quýt. Quýt gì nhà về sát mép bản đồ. Trương ES có một tơn lọt vào nhà mùa 3. Tơn này khiến mùa 3 mất tay. Trương ES tham vẫn to nha. Ơ trời, đánh được tốt luôn. Đây là Chip Boy. Tham 48. Chim sẻ đi nắng. Tham line 27. À không, đây là Trương. Chim 27 thì chết. Đây rồi, chim 41. Đánh được nha, đang rất cân đấy. Mạnh Hào bị bắn vào cái hốc rồi. Bởi mùa 1 người cầm sen về lớp. Ôi giời ơi, Trường đánh tốt thế nhỉ. Trường này làm một mã dân của mùa 4 này. Lên đấy ăn bẫy quả luôn em. Nào quanh ruộng gần thì mùa 2 được không em? Sát gần nó mà làm quanh ruộng 800 gỗ. Làm quanh ruộng ấm thì tí nữa không ngã con IA luôn. Lên ăn mỏ quả ở đây. Và tiếp tục quấy vào nhà game thủ cầm xe điên vàng đấy em ơi. Con vàng à? Nhà mùa 3 xấu nhá. Đồng đội nhá, nhà mùa 3 rất xấu đấy. Nhưng chưa thấy nhà mùa 1 đâu. Quýt bắt đầu phát triển rộng hơn ra phía bên ngoài. Cẩn thận bị về e. IA khỏe nguyên. Nhớ kỹ cái điều đó. Trường cũng khỏe. Nhưng có lẽ không khỏe bằng IA. Chip Boy tham 256. Mùa 3 phát triển đang khá tốt của Chip Boy. Cả một lợi quân mà không phải là kiểu có lợi thế phát triển mà tham này ở phút thứ 19 là 60 như này là cũng tốt lắm rồi. Chim sẻ có lẽ tham nhỏ hơn Chip Boy. Chim sẻ 56 nhỏ hơn một chút. Bắt đầu cơ cấu nhà rộng hơn. Đánh theo kiểu gì đây? Đội bạn đang đè một chút tham. À không, cân. Về lớp đi một tơn cùng. Vào nhà của chim sẻ. Một tơn đi quân khá ảo, một tơn đi quân giữa hai nhà. Và vòng vào nhà của sẻ nhưng không ăn được dần.
Và bây giờ anh sẽ bị bắt quân. Anh sẽ bị bắt quân. Anh chạy đi đâu? Tên vẩy e của chim sẻ. Chạy, 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 chạy với cả chúng tôi. Chạy, chạy với cả chúng tôi. Chạy, 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 chạy này. Và tôi nói từ chạy nhiều quá. Vâng, ăn được khá nhiều. Bò luôn mà đấy, kín luôn hai nhà đấy. Nhưng mà mặt bên này sẽ cần phải bò rất là nhiều nữa. Mồ 4 pơ đã chết, nhưng bên họ là 2 sen 1 IA nữa. Trường lại có tên lọt vào nhà của bên thủ cầm sen. Nhà bị bắn kìa Trường nha. 54 dân đến từ thủ về lớp. Chip Boy chủ động đào vàng em ơi. IA rất đông, mục tiêu là nhà Chip Boy. Chip Boy cẩn thận. Chip Boy chủ động đào vàng ấy nhá. Vãi cả 15 vàng. Mạnh Hào tham 20. Mạnh Hào cố gắng đánh kiểu khỏe ra đấy. Vâng, nhà mùa 1 luôn là siêu đẹp. Khiếp. Mắc của mắc. Đấy từ nhà của V lớp và sao anh sóc toàn dân. Tôi chả thấy dân của anh mấy nhưng anh sóc toàn dân rồi. Chả thấy quân đâu. Đội bạn muốn ốp Chip Boy một tên. Ý đồ là không cho Chip Boy lên 4. Và sau đó thì mùa 1 sẽ là người lên 4 trong trận đấu này. Chém IA khỏe nguyên. IA đánh được kiểu thủ. Đào vàng chuẩn bị đánh đời 4 em anh em ơi. Không đời 3 đừng không đánh được rồi. Chip Boy đào vàng đi em ơi. Chủ động một tên mà bơm đồ Chip Boy lên thẳng 4 thì họ ốp này. Họ ốp này, Chip Boy xong thêm một tên quân nữa đi. Cánh bên kia ốp có cả mùa 1 3 vết 1 tên này em đúng không? Cuối nhà thằng nào đi em ơi. Chim sẻ ở mặt bên kia đang đỡ mùa 1 cho Chip Boy. Đây là chim sẻ ở nhà bị lọt bởi cơm tệ quá cảnh. Giờ này sẻ có hai kích có bắt được không, nhưng ở nhà thì lấy cái gì đó đây. 10 con lạc đà. Ui trời ơi, quần chim sẻ đã có đầu máu. Sẻ vừa phải thủ và vừa phải đỡ nhà. Mất khoảnh ruộng. Bơm vàng cho Hello Chip Boy, cả thịt luôn. Bị tách lạc đà rất khó chịu. Tham Lai còn 7x. Chip Boy vẫn ôm thì phải chịu, biết làm nào. Quáng đỡ đi em ơi. Quá đông dành cho xi măng. Xi măng trận này đánh được kiểu thủ cầm đầu để có thể. Chip Boy cái 4 chưa? Em chưa kích thì làm gì có cửa. Chưa bơm nốt thịt em ơi, phải em phải kích 4 thì mới có cửa. Kể cả em đỡ nhà xong mà em chưa kích 4 thì vẫn hoảng thôi. Bắt đầu bị lọt phải dụng chính. Quá nhiều những vị trí cần cho Chip Boy có thể bỏ. Lùi dân lại và vẩy e. Nhưng liên tục bị công vào bởi viên lớp. Kích 4 em ơi, kích đi. Phải kích đã. Bị ốp nhà bia. Rất khoai. Thực sự là rất khoai. Quân đội bạn quá đẹp. Nhà còn nhiều lắm nhá. Nhà BA của sẻ nhà của nhà BA của Chip Boy kìa. Chip Boy giật cung R bên trong để đỡ lại. Ronan Teo có tên lọt. Teo từ đầu cuối phế nhưng tên này là tên hiệu quả. Tên Ronan Teo có lạc đà lọt vào và rất mất tay. Chỉ coi chuẩn bị bại nếu như sẽ không đỡ được. Tham còn 7x. Mạnh Hào tham 24. Mẫu 4 đã phế rồi. Chim sẻ tham 83. Bản đồ đầu máu có cả. Để đỡ cho Chip Boy trong trận này Chip Boy đỡ được thì cũng để mất lực rất là nhiều. Mùa 1 lên 4 sọc. Vừa lên sọc bên lại sẽ là đánh nhau kiểu mà hai đẹp đôi sen cộng hốt thần IA. Quan trọng là con IA cơ. Và kể cả con IA có chết thì chẳng nữa thì hai sen mà nguyên nhà thì bơm cho IA mà tôi cũng rất là nhanh rồi. Chip Boy đã lên 4 sọc. Bắt hết được quân của đối phương.
Trận này ngoại trừ nhà chip boy có vẻ đẹp đẹp chứ nhà sẻ mà bị đạp thì không lấy cái gì để đỡ. Trận này có mỗi cửa là cho Trường lên 4 đánh voi thôi. Mạnh Hào lên 4 đánh cặp đôi và Trường lên 4 để đánh voi. Nhưng mà để đưa về thế trận đấy thì nó còn rất là lâu. Không có đưa về được không? Vlog chuẩn bị đi đạp đôi. MOBA tham khá nhỏ thôi, MOBA bằng còn nhỏ hơn cả sẻ đấy. MOBA không sóc dân. Lúc đầu thì không sóc dân, bây giờ chắc là mới sóc dân. Sẻ cũng đang chuẩn bị muốn lên 4. Lên 4 để có hot thủ nhà. Không, như vậy là bơm cho chip boy trước. Kích hot thần trước đã. Đạp đôi bắt đầu di chuyển tới trên bản đồ con. Mục tiêu là nhà của chim sẻ chắc chắn rồi. Em phải có cung R đứng ở dãy hàng E may ra mới đỡ được. Hoặc là những cái nhà cứng. Hai cái nhà cứng. Cung R tới trước. Còn đạp đôi sẽ xảo bước theo sau. Hay đánh hot thần nhỉ? Biết đâu về lớp thì ảo diệu đánh hot thần thì sao? Bơm rất nhiều đồ cho game thủ chip boy để chip boy kích được hot thần càng sớm càng tốt. Để sẻ nó tự động lên 4 em ơi. Xem sao tham anh thế nào? Xem IA bao dần em. Sao tham cái chưa? IA 44 dần, lên 4 xong. Sen màu 3 81 dần. Sen của bên lớp 100 dần. IA lên 4. Sen lên 4. Các bạn lên 4 sớm hơn bên này rất là nhiều. Đạp đôi bắt đầu vào. Đây là tơn rượu 3 kích đến từ V-Lớp. Phong cách thi đấu quen thuộc. Anh không đẩy theo cái kiểu bằng một tơn nhỏ lẻ, mà anh đẩy theo kiểu rượu 3 kích. 3 kích thì mới đẩy. Sẻ vừa kích 4 nhưng vấn đề là đỡ cái tơn này kiểu gì. Vâng, lao thẳng vào ruộng chạy đi em ơi. Hoài thôi. Cố gắng lắm rồi nhưng không thể đỡ được. Trận này trừ phi là đánh chết được Pơ và đánh chết được IA cơ. Sau đó thì ốp chết một nhà sen và đưa về thế một sen cân mấy nhà còn lại thì còn có tí cửa. Con ngồi khoai quá. Đã thấy bài của ông Vlớp là cái bài nó siêu siêu đẹp.